Hello, xin chào tất cả anh em và chị em. Thì hôm nay bên Liêm mới về cái gọng của Đài Ho. Thì mọi người xem nè, cái gọng này rất là đẹp luôn ha. Nhựa acetate thì nó sẽ rất là bền màu. Đó, chất liệu nhựa này mình sử dụng 3-4 năm thì cái vẫn giữ được cái độ bóng sáng nha. Đó, nếu mà mình không có va đập và va chạm gì hết. Đó, đây là mặt trước, con này là mặt sau. Đó, anh chị em xem, anh chị em sẽ thấy được cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, sẽ thấy rất là đẹp, bản đời là bằng sắt kim loại ha, rất là bền, rất là khó gãy ha. Coi cái phía sau cực kỳ đẹp luôn, không được khắc đúng không? Cái chữ kính nó sẽ khắc logo Dio nè, hai màu, mà hai màu này rất là đẹp ha, trên đậm dưới lợn, màu âm dương, thì như vậy nó sẽ làm cho cái mắt kính của mình nó sẽ cảm giác, có những người họ thích những cái màu mắt như vậy thời trang hơn, mà nó sẽ lạ hơn so với là một màu ha. Đó. Rồi, rất là chắc chắn luôn. Đó, rất là chắc chắn ha. Rồi, mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.